Trong video này thì mình sẽ nói về một chủ đề, đấy là một việc mà Binance luôn lừa dối bạn. Có thể bạn nghe cái chủ đề mà Binance luôn lừa dối bạn này, bạn có thể thấy rất là nghi hoặc liệu có phải họ đang scam, liệu có phải họ đang làm một cái trò gì đó sau lưng người dùng, hoặc họ làm một cái điều gì đó khuất tất mà chúng ta rất rất đáng lo ngại hay không. Thì mình nói luôn, không phải như thế. Làm như thế thì mình nói như thế để cho các bạn có thể có một cái đặt dấu hỏi thôi. Chứ còn ở đây ấy, thực ra nó chỉ là một cái giống như kiểu marketing ấy các bạn. Ở trong một cái môi trường marketing thì đương nhiên là họ sẽ nói đến một từ, đấy là up to, tức là lên tới ấy. Thì ở đây Binance cũng dùng một cái cách như vậy ở trong Binance Earn. Ở đây các bạn có thể thấy được là ở trong mục Flexible Saving, tức là cái mục mà chúng ta cho tiền vào, gửi tiền để nhận lãi hàng ngày ấy, các bạn có thể thấy được những cái phần trăm lãi rất cao. AXS 20% API, BUSD 10%, USDT 10%, và tương tự như thế với tất cả những cái đồng coin khác. Bạn có thể ấn xem nhiều hơn, vân vân. Và nếu như bạn là một người đã dùng, đã đầu tư ở trên sàn Binance thì đương nhiên các bạn sẽ biết đến mục này. Mình tin chắc là như thế, bởi vì khi các bạn để tiền nhàn rỗi hoặc các bạn có những cái con coin này đã đầu tư rồi thì tại sao các bạn không cho vào đây để nhận thêm lãi, đúng không? Trong lúc mà chúng ta chờ hold. Vậy thì ở đây mình không nói đến những cái đồng coin altcoin khác, ví dụ như AXS này, KEX này, vân vân, những đồng coin khác. Mình chỉ nói tới những cái đồng mà stablecoin thôi, ví dụ như BUSD này, USDT này. Thì chúng ta thấy được cái lãi nhận thấy ở đây là 10%, nhìn nó rất là cao. Nhưng cái điều mà mình nói là lừa dối trong dấu nháy kép ấy, thì đấy là bởi vì sao? Khi các bạn ấn vào subscribe, các bạn có thể nhìn thấy được rằng nó chia ra từng loại một. Ví dụ như ở đây, loại 1 0 đến 500 BUSD thì đúng là 10% thật. Nhưng loại 2 trên 500 đô và đến 20.000 BUSD chỉ có 1,5% thôi, và trên nữa, trên 20.000 thì chỉ còn 0,8% thôi. Mình sẽ ấn sang cái USDT và nó cũng như thế. Dưới 2.000 thì được 10%, nhưng 2.000 đến 75.000 là 3%, trên 75.000 là 1%. Thực ra mình không biết các bạn có quan tâm hay không, bởi vì nếu như số tiền của các bạn gửi theo kiểu stablecoin mà ít ấy, thì các bạn có thể là không quan tâm, bởi vì lãi nó cũng rất là ít. Nhưng với số tiền gửi giống như mình chẳng hạn, hàng trăm nghìn đô trở lên mà mình cứ tích vào, bởi vì mục đích của mình là đầu tư về dài hạn. Vì thế mình để stablecoin thì mình để nó cứ 100.000 đô trở lên mình để. Vậy thì đương nhiên mình sẽ muốn cái lãi suất này cao nhất có thể. Vì thế mình không chọn gửi ở bên này. Mặc dù cái sàn Binance này thì đầu tư này, trade rồi là gửi tiền các thứ thì tốt, thì bảo mật ok nhá. Mình không nói đến những cái vế đó, mà mình nói đến cái vế lợi nhuận. Khi mà các bạn gửi ở đây thì mình thấy nó không cao bằng so với bên Bybit. Ở bên Bybit ấy, thì mình gửi cái lãi suất nó cao hơn. Tại đây cũng là một cái mục tương tự như cái mục Flexible Earning kia. Thì ở đây các bạn có thể kéo xuống, các bạn nhìn thấy này, ví dụ đồng Dash 6%, Bit 4%, ví dụ như mình thấy cái USDT đi 3%, chỉ 3% thôi so với bên Binance Skin 10%, đúng không? Nhưng ở đây nó sẽ khác hoàn toàn. Khi các bạn ấn vào Stake Now, các bạn có thể nhìn thấy số max là 500.000 đô. Các bạn có thể gửi 500.000 đô, nó giới hạn trên là 500.000, nhưng cái lãi suất luôn là 3% như thế này. Tức là bạn gửi nó không bị như bên này. Bên này các bạn gửi trên 75.000 chỉ được 1% thôi. Nó có một cái giới hạn rất là nhiều so với hai bên. Nếu như bạn gửi được 500.000 bên này với lãi suất 3% thì tại sao không, đúng không? Ngoài ra khi các bạn đầu tư thì các bạn có thể chuyển đổi giữa USDT này, USDC này, UST này, UST của bên Luna. Các bạn có thể nhìn thấy cái API lên đến 20%, và đó các bạn có thể thấy này, 20%, giới hạn là 100.000. Vậy tại sao chúng ta không tối đa hóa cái mức tiền chúng ta đang giữ stablecoin bằng cách gửi sang bên này và có thể sử dụng những cái stake này để tối đa được cái lợi nhuận hơn? Ngoài ra khi các bạn đăng ký theo cái link Bybit của mình ấy, thì các bạn có được cái cơ hội nhận bonus tới 3.500 đô để có thể trade được phái sinh, cũng như là có thể dùng cái tiền đó trade phái sinh, kiếm ra lời rồi là rút tiền về. Nhưng mình nói trước là mình không khuyến khích và cũng không bảo các bạn là cái sàn này nhá. Có nghĩa là mình không theo kiểu quảng cáo là các bạn chuyển Binance sang Bybit đi rồi này kia, mình không. Mà mình nói ở đây là mình so sánh cho các bạn thấy là với mình thì mình gửi tiền, mình sẽ gửi stablecoin sang đây, và nếu như trade hay là những cái đồng nào thì mình cũng sẽ để bên này luôn để mình kiếm được cái lời lãi cao hơn. Ở bên này thậm chí nó còn có cả BUSD cơ. Để mình tìm xem. Mình nhớ là lần trước mình có thấy cái BUSD và lãi nó cao hơn bên Binance.
Ở đây thì mình có hơn 100.000, đây là USDT và USDC, UST của mình. Nói chung là stablecoin thì mình để ở bên này là mình để nhận lãi được cao hơn so với bên Binance. Còn những cái đồng coin mà chỉ có trên Binance thì mình trade ở bên đấy luôn. Còn gửi tiền thì mình sẽ gửi bên này. Đó là ý kiến cá nhân của mình. Còn bạn thì sao? Bạn thấy cái ý kiến của mình như thế nào? Nếu bạn thấy mình làm như này là hợp lý thì bạn hãy comment xuống cho mình biết nhé. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.